Năm nay em 31 cành. Em 29 mùa khoai sọ. Hẹn bạn gái đi chơi nhưng mà bạn rủ đi đá banh á, em lại chọn đi đá banh. Ấy bây giờ mới nhờ chương trình đó chị. Bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân? Cuối tuần. Cái bụng này gọi là lý tưởng đó hả? Trời, cái kia bự hơn nữa. Cái kia bự hơn mà dám khen body đẹp. Thôi, hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ sớm gửi thiệp cưới cho mình ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào nha. Hả mà. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên Đạt, Đệm Quốc. Năm nay em 31 cành. Gì Đạt? Tên Đạt, Đệm Quốc, gọi là Quốc Đạt. Tên Đạt, Đệm Quốc, năm nay 31 cành. Giới thiệu cũng lạ quá nhỉ. 31 gì? 31 cành đó. Cành là cái gì? Là 31 tuổi chị ơi. À quên, em 30 chứ. Trời ơi, tuổi không nhớ. À thì ra 30 cành. Dạ. Đạt làm nghề gì? Dạ em là nhân viên kỹ thuật công ty thực phẩm. Cụ thể bạn làm gì? Dạ sửa chữa những sự cố về máy móc trong dây chuyền. Quê Đạt ở đâu? Dạ em ở Thái Nguyên chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào anh Quỳnh Linh. Chào quý vị khán giả. Chào em. Em tự giới thiệu, em là Lý. Năm nay em 29 mùa khoai sọ. Nhưng vẫn chưa này nọ với một ai. Sinh ra ở Hương Khê, tỉnh. Lớn lên thì Krông Bách, Đắk Lắk. Và hiện tại thì làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ủa, hồi nãy bạn trai mình đang làm việc ở đâu? Em ở Bình Dương luôn chị ạ. Bình Dương luôn. Dạ. 29 mùa khoai sọ. Dạ vâng. Khoai sọ là giống như củ khoai môn hả? Dạ đúng rồi chị. Ủa sao tự nhiên tao nói 29 cái xuân xanh hay là cái gì sao? Cái mùa khoai sọ là sao? Trời ơi, không nhận cặp để giới thiệu dễ thương là... Bên thì 30, 31 cành. Bên thì khoai sọ. Em tên là Đạt, 31 cành. Bên kia em là 29 mùa khoai sọ. Trời ơi trời. Ủa 29 tuổi chưa có bạn trai hả? Dạ có rồi mà chia tay rồi chị. À chứ tưởng đâu nói chưa có mối tình nào. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ em chia tay được 6 năm rồi chị. Wow, 6 năm nay không ai đeo đuổi hả? Dạ ế, bây giờ mới nhờ chương trình đó chị. Tại sao? Tại sao lại ế? Dạ chắc là do môi trường làm việc với có thể là do duyên cho tới nên là... Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là thích nấu ăn, chơi thể thao giỏi. Môn gì? Môn gì cũng chơi được, bóng chuyền, cầu lông, wow. Bóng đá. Bóng đá luôn? Dạ. Bóng đá, đá vị trí nào? Em tiền đạo. Tiền đạo. Dạ vâng. Đá giờ vô nhiều không? Dạ, năm cuối của đại học suýt nữa là vua phá lưới. Ghê ha. Khuyết điểm của em là sợ tốc độ, nóng tính. Nhiều khi thì không... kiềm chế được cảm xúc của mình á chị. Rồi lúc không kiềm chế được làm gì? Thì đi nói cho người khác nghe. Có nghĩa là không có giữ lại được trong trong dạ, lòng đúng, mình đúng phải đi đấy, tâm chị. Sự đúng không? Dạ đúng rồi, tức là ví dụ như là mình buồn một ai đó chẳng hạn thì mình phải nói cho người ta biết. Giống chị đó. Bạn trai. Dạ. Bạn nghe những cái chia sẻ của bạn nữ bạn cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy có cái sở thích là giống em ạ, thể thao. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai. Tại sao lại chia tay? Do em vô tâm một phần, hẹn bạn gái đi chơi nhưng mà bạn rủ đi đá banh ấy thì em lại chọn đi đá banh. Tức là vô tâm với bạn nữ là không có được đâu nha. Bạn thích đá banh hả? Dạ. Vậy là hợp bên kia rồi. Bạn đá vị trí nào? Trừ thủ môn ra. Trừ thủ môn là đá tất cả vị trí. Dạ. Bên kia là tiền đạo ha. Cũng được đấy. À, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Không quá đen. Rồi gì nữa? Chiều dài cơ thể là 1m50 trở lên. Trời ơi. Có má lũng đồng tiền với lại răng khảnh thì càng tốt. Khảnh đều hết được không? Khảnh vừa vừa đấy ạ. Vừa vừa đấy hả? Có gì nữa không em? Không thích bạn gái là lăng nhăng, lanh chanh, chanh chua, te tua. Lanh chanh, lăng nhăng, chanh, chanh chua. Em có không? Cái đó để cho bạn nam khám phá chị. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Ga lăng một xíu, điềm đạm, biết quan tâm đến người khác. Còn về ngoại hình, em thích người như thế nào? Ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm đâu chị. Chắc chắn ha, là sao cũng được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi tôi qua coi. Chào chị. Chào em. Ăn mặc đẹp trai. Có phong cách. Phong cách. Cái vụ mà gì chanh chua rồi lanh chanh rồi chứ là như thế nào? Lăng nhăng ấy, em cũng gặp là có con gái lăng nhăng rồi nên em không thích. Còn lanh chanh ấy thì giống như trong mọi công việc á, có thể giải quyết từ từ gỡ rối vậy đó nhưng mà cứ dạng như tài lanh làm nhộn lên làm mọi việc rối đi
Còn chanh chua thì tự nhiên nói gì cũng như kiểu cáu gắt hay gì. Trả treo đó ha. Bây giờ nếu mà được thì bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân? Cuối tuần. Cuối tuần nào? Cưới thì thường là cuối tuần. Nếu mà càng nhanh càng tốt. Nhà hối quá rồi. Nhà hối lắm hả? Giống như hôm về họp Tết họp họ ấy, hầu như cả họ ai cũng hối. Về ngoại hình bạn có đặt ra cái tiêu chí người mẫu lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ thì em có hai cái mẫu người lý tưởng rồi. Một là giống chị vậy, nói chuyện thông minh nhá. Rồi cảm ơn em. Hai là nghệ sĩ Thu Hà. Đóng phim Hoa Ban Đỏ với lại chị biết rồi. Thu Hà Hà Nội đó chị hả? Biết rồi. Dạ, dạ. Lá ngọc cành vàng đấy. Dạ đúng rồi. Bên này cành khoai sọ em ơi. Chà giống Thu Hà không? Rồi đến qua xem kia coi có giống Thu Hà không nhá. Ồ chào em. Dạ. Một mẫu đàn ông bụi bụi một chút, một mẫu đàn ông hiện đại sạch sẽ trơn tru chút xíu, em sẽ thích loại đàn ông nào? Không quan trọng, quan trọng là cái tính cách của người ta như thế nào thôi anh. Em thích một người đàn ông điềm đạm hơn một xíu. Bên đây là có rồi đó, rất là điềm đạm. Nếu mà làm dâu được không? Dạ được ạ. Về Thái Nguyên làm dâu với điều kiện là người đó phải lo được công việc cho em. Lo được là về thôi ha. Dạ vâng. Rồi vậy đơn giản. Bây giờ em nghe hết rồi đó ha. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em đi với chị của em và các đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và chào anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Em là chị họ của Lý. Qua vài phút ban đầu thì mình cũng không thể nhìn hết được một con người là thế nào. Nhưng mà em nghĩ là có thể là hai bạn cũng không có hợp nhau lắm. Và em mong là Lý sẽ suy nghĩ kỹ trước khi bấm nút. Không hợp là không hợp chỗ nào em? Dạ, bạn em bên này thì không thích một người lanh chanh đúng không ạ? Và em thì nghĩ là Lý thì vẫn còn có một đôi chút tính cách nó trẻ con. Thì có thể là sẽ không hợp với bạn bên này. Rồi. Ý kiến của gia đình bạn Đạt thì sao? Bạn đi với ai? Dạ em đi với lại các anh chị đồng nghiệp. Chào anh Kiên Ninh, chào chị Cát Tường và toàn thể khán giả trong trường quay. Mình tên là Hải, là một người anh cũng là một người bạn, chơi với nhau được gần 10 năm. Thì theo nhận xét thì mình cũng có một chút tương đồng về cái phong cách, gọi như là hai bạn đều là người mà đam mê thể thao. Thì về cái đấy thì mình cũng cảm thấy là người hợp nhau. Còn về tính cách hơn thì có lẽ là để hai người dành thời gian để tìm hiểu nhau hơn thì mới hiểu được. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên, hai người sẽ có thời gian gặp gỡ để trao đổi kỹ hơn nha. Anh có món quà, cuốn sách anh rất thích và đây là trà do gia đình anh tự. Trà Thái Nguyên đúng không bạn? Dạ, Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên nữa. Trà Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên. Rồi cuốn sách gì vậy? Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Thấy hay rồi em tặng. Thế giới bạn rất rộng lớn. Hai bạn trò chuyện với nhưng nhau đi. Nhưng ở đây thì thế giới nó rất là nhỏ. Hai bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Anh trong bữa ăn á, anh thường thích ăn những món gì nhất? Thường thì anh thích ăn nhiều món lắm. Cứ món của người thân mà nấu cho ăn là thích rồi. Hồi nãy em còn nói là em làm công việc gì nhỉ? Em là giáo viên. Giáo viên tiểu học. Tiểu học. Dạ. Em nói là xin được công việc ở Thái Nguyên thì ok đúng không? Dạ. Thì cái đó thì anh nghĩ là anh làm được. Vậy ý anh là về Thái Nguyên con điểm của anh ấy thì không nhất thiết là phải về Thái Nguyên mà ở đâu đất lành chim đậu vậy thôi. Bây giờ mình nói chuyện, mình suy nghĩ gì người đối diện và tim mình có đập hay không, có thích người đối diện hay không, nói hết cho bạn gái biết đi. Nãy giờ tim anh cũng đập vui lắm. Thỉnh thỉnh thì anh thấy ai cũng hứa là sẽ yêu em hết cuộc đời, chăm lo em hết cuộc đời. Còn anh không hứa được như thế. Anh chỉ hứa yêu em được đến khoảng 90 tuổi, chăm lo em được đến 90 tuổi thôi. Và hy vọng là em cho anh một cái cơ hội để chúng mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh muốn ôm em vào lòng, đặt lên môi nụ hôn thần tiên. Anh muốn ôm em khi cách xa, người ơi có anh và em. Dù thế giới có ai gian dối ai thì tình anh vẫn luôn trao nguyên vẹn. Dù thế giới có vật đổi sao rời thì tình anh chỉ trao em mà thôi. Người yêu ơi xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi em đang có anh, anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Bạn gái
ai nói suy nghĩ của mình ngay lúc này. Nói chung là lúc này nãy giờ thì khi chưa gặp mặt thì em có cảm giác như là không có được là ưng với cái suy nghĩ của em. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe xong cái bài hát thì em đã rất là xúc động. Cảm ơn em. Hiện nay trong đầu em nghĩ gì về chàng trai này? Thì giống như anh nói là không có hứa, nhưng mà nếu như anh chỉ cần hành động thôi thì như vậy là đủ rồi. Hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Nó chỉ có 3 tiếng đếm nhưng mà là giây phút để chúng ta lắng nghe được nhịp đập trái tim của mình, cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình và cảm nhận đối phương có thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Một cô gái rất là nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt có thể rơi xuống và các bạn sẽ nhớ những giọt nước mắt này. Nắm tay nhau đi bạn. Nào hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Hãy đi xem phim để cảm nhận tình yêu nó lãng mạn như thế nào các bạn nha. Đây là hệ thống chiếu phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn hãy đến đó, một không gian vô cùng lý tưởng và lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng cho hai bạn. Ông bạn gái đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Không người yêu giống như không con.